Quý đẹp trai đấy. Đây là anh Giang. Vâng. Không chụp. Chính xác là thanh tài mà gì cả. Như vậy thôi nhỉ. Cho Huyền vào. Bà Đại vào đây. Đấy. Thôi chị cứ cắt bánh đi rồi. Ông say cùng về. Phải là thịt nhất ạ. Tôi xin nhận bằng ngoại đây. Không phê bằng. Ôi trời ơi. Bùi đại diện rồi.